Xin chào tất cả các anh em nha. Video này thời gian tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận tóc cần IF IM để tham gia chương trình dự án, các bạn click phần link mô tả, mở cái Telegram ra, bấm nút start để bấm chat chatbot này các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm khi tham gia dán, các bạn sẽ nhận được 0.004 GF IM token giá khoảng 0.016 NH các bạn. Rồi bấm vào continue. Rồi, các bạn chọn ở đây nó có chọn hình nền xanh đỏ tím này nọ, thì bạn muốn chọn hình nào hình các bạn chọn các bạn. Ê, các bạn lướt captcha chọn theo cái hình đó các bạn, chọn màu đen nè. Captcha mới. Rồi, các bạn join group nè. Rồi các bạn join vào các bạn. Rồi bạn bắt đứt lên nè. Rồi bạn bấm join nè. Rồi các bạn join tiếp trên seller nữa nè. Rồi các bạn join vào các bạn, bấm bắt đứt nè. Các bạn bấm join nha các bạn. Ồ, ai ghép này không ngộ nha. Các bạn follow theo word. Rồi, các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi, các bạn chờ lót chút nha. Rồi, các bạn từ từ quýt lại bài like, bài từ quýt tới game nè. 0.04 khoảng 6 đô và cũng ngon rồi. Các bạn like nè. Rồi, các bạn từ quýt lại nha các bạn. Rồi, các bạn test lại nè. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Các bạn mở bắt đắp lên. Rồi các bạn bấm vào nút skip nha các bạn. Follow. Rồi. Chết bà mà các bạn quên ghi username Telegram quên. Tại ơi tại. Khoan các bạn ơi, mình lỡ quên ghi username Telegram rồi mới bấm nút skip. And username. Để mình khởi động bot lên nha các bạn. Bấm start lại. Mình khởi động bot lên các bạn. Các bạn bỏ này đi các bạn. Rồi tới phần này thì các bạn mở cái username theo word của tất cả các bạn nha các bạn. MMO nè. Ngọc Anh nè. Tại mình đọc lộn các bạn. Rồi MMO Ngọc Anh. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên một cái đường link từ Twitter nha các bạn. Rồi các bạn cũng mở trang seeder của mình ra nè. Nè các bạn. Username mình theo word nằm đây nè các bạn. Rồi các bạn nhấn vô một hồ sơ nè. Rồi các bạn bấm qua từ Twitter nè. Rồi các bạn copy chia sẻ cái bài từ Twitter hồi nãy nè các bạn. Các bạn sao chép đến theo word nè. Rồi các bạn trả lời cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây nè các bạn. Rồi các bạn lấy địa chỉ IC YouTube wallet, MySell wallet, MetaMask, bạn copy địa chỉ nha. Rồi máy mình sắp hết pin luôn. Rồi các bạn gọi lên cho bot nha các bạn. Don ETH form exchange inter UET ERC20 dat Don Ju là không được exchange nha các bạn. Rồi đúng rồi đó. Trên nền tảng EC mới mà. Rồi các bạn bấm vào Balance để xét số cần phải kiếm được nha các bạn. 0.04. Bạn bấm vào Get Link, lấy link ghép và chia sẻ cho bạn bè và người thân. Vậy video mình ở đây để nhận 0.02 tất cần GF EM. Vậy mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.